Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ tham gia chương trình này góp nhận 0.1 token EFIL để tham gia giải. Mình lấy phần link mô tả của mình bằng mở cái địa chỉ với ETH với chocolate của tất cả các bạn ra, các bạn copy địa chỉ của tất cả các bạn nha các bạn. Rồi các bạn copy. Sau khi các bạn copy xong các bạn trả lại một cái info các bạn. Rồi các bạn bắt cái địa chỉ ETH của các bạn vào mục này các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút submit detail nè, submit nè. Chương trình này còn 25 ngày nữa kết thúc nên tất cả các bạn. Rồi sau khi các bạn bắt vào các bạn sẽ nhận được 0.01 EFIL nữa các bạn. Rồi cái này là cái địa chỉ ví của mình đó các bạn. Các bạn, các bạn chạy một chút xíu các bạn. Rồi các bạn copy cái link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để nhận thêm token EFIL này các bạn. Còn cái việc mà nó sẽ và cái đồng token EFIL này các bạn, mình đào ra token là EFIB nha các bạn, trong vòng một token này minimum 2 ngày. Vậy nào con này có cập nhật thông tin thêm nên sẽ làm cái clip cập nhật thông tin con này cho các bạn nha. Video mình sẽ kết thúc cho tất cả các bạn nha, tất cả các bạn.